tiên lượng, cái kết quả điều trị của ung thư thay đổi rất là nhiều. Do vậy là nếu không may bị bệnh thì bác sĩ vẫn khuyên là vẫn bình tĩnh và có niềm tin, có hy vọng, và cái kết quả điều trị vẫn ở phía trước và có thể hoàn toàn mình có cái kết quả điều trị tốt. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra trong một cái hoàn cảnh gia đình tôi cho rằng cũng rất là cảm động. Đó là một người phụ nữ trẻ mới có ngoài 30 tuổi đã có một người con nhỏ. Cháu bé với lúc phát hiện bệnh là con với 4 tuổi, tức là rất là nhỏ. Tuy nhiên thì đây là một người phụ nữ đơn thân, không có chồng ở cùng, tức là nuôi con nhỏ. Thế nhưng mà lại cũng không may là phát hiện và được bác sĩ chẩn đoán là cũng là ung thư phổi ở cái giai đoạn cũng di căn rất nhiều cơ quan. Và tuy nhiên thì đối ngược với trường hợp trước, mặc dù là phụ nữ trẻ, gia đình thì cũng rất là hoàn cảnh. Thế nhưng mà khi mà được tiếp nhận thông tin là bị bệnh thì trường hợp người phụ nữ này thì tôi thấy vô cùng là bản lĩnh, tức là không có một chút gì gọi là sợ, lo lắng về bệnh tật, tức là sẵn sàng đối mặt và chấp nhận cái đón nhận cái không may không tốt về mặt bệnh tật của mình và vẫn quyết tâm điều trị và vẫn nuôi con. Tuy nhiên lúc đó thì cũng được trợ giúp của gia đình rất là nhiều. Thì người bệnh nó cũng đã vượt qua và tính đến nay thì cũng vẫn đang tiếp tục điều trị, nhưng mà đến thời điểm này thì cũng được hơn 3 năm. Thế và con thì đã 7 tuổi đã đi học. Thế và người bệnh cũng có cái sinh hoạt bình thường, không có ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên thì không làm được cái công việc quá nặng nhọc. Thì qua câu chuyện này thì tôi thấy rằng là rõ ràng ở đây thì cái tinh thần, cái ý chí và cái sự lạc quan cũng vô cùng quan trọng. Đấy. Đặc biệt là những người không may có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn ở nhiều vấn đề. Nhưng nếu sẵn sàng đối mặt với thực tế và có cái niềm tin, có hy vọng thì vẫn có thể vượt qua và chúng ta vẫn có thể có các cái kết quả điều trị tốt. Vâng, như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì niềm tin để mà vượt qua bệnh tật là một điều rất quan trọng và chính bản thân nghị lực của mình nữa. Vậy thì còn có những cái yếu tố nào nữa để mà ca phổi không còn là nỗi ám ảnh của các bệnh nhân ạ? Theo tôi thì cái chuyện mà ám ảnh của người bệnh với bệnh ung thư nói chung, trong ung thư phổi, là thứ nhất là cứ nghĩ là ung thư là một cái bệnh mà rất là hiểm nghèo, không thể chữa khỏi được nhưng cũng không thể kéo dài thêm cuộc sống được. Đấy. Cái ám ảnh thứ hai là cái ám ảnh về tâm lý, về mặt kinh tế chữa bệnh. Có nghĩ rằng là cứ nghĩ tất cả các trường hợp chữa bệnh ung thư là phải hết sức là tốn kém, không có điều kiện để chữa được. Đấy. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay thì cái thứ nhất là về các cái tiến bộ về mặt điều trị hiện nay thì có rất nhiều các cái tiến bộ mới giúp tăng cái hiệu quả điều trị. Cái thứ hai về mặt chi phí điều trị hiện nay thì có rất nhiều phương pháp điều trị tốt, có hiệu quả cao, nhưng người bệnh có thể được bảo hiểm chi trả. Và một số các cái thuốc, một cái số các cái kỹ thuật mới hiện nay mặc dù là rất là đắt tiền, nhưng có những thuốc hiện nay thì cũng có các cái chương trình tài trợ, chương trình hỗ trợ của các cái quỹ từ thiện, nên là hiện nay rất nhiều cái chương trình mà có thể giúp cho những người bệnh không có điều kiện kinh tế tốt vẫn có cơ hội để lựa chọn được các cái phương pháp, các cái biện pháp điều trị thích hợp, có hiệu quả mà lại phù hợp với kinh tế của bản thân gia đình, cũng như có thể có sự được hỗ trợ tài trợ của cộng đồng cũng như là của các cái chương trình tài trợ khác. Nên tôi nghĩ rằng là hiện nay thì cái cơ hội để người bệnh ung thư được tiếp cận với cái việc chẩn đoán cũng như là các cái tiến bộ mới về điều trị thì ngày càng nhiều hơn so với trước đây. Vâng, có lẽ những cái chia sẻ mà bác sĩ vừa mới nói ra như thế thì chắc chắn là sẽ giúp cho bệnh nhân mà
chẳng may mắc phải căn bệnh ung thư ga phổi. Như thế thì họ sẽ có thể yên tâm hơn và tự tin hơn để mà có thể chữa và điều trị căn bệnh của mình tốt hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của chương trình phòng chống ung thư quốc gia, có tới gần 70% số người được hỏi cho rằng ung thư là không thể chữa được. Con số đó không chỉ thể hiện nhận thức sai lệch về ung thư mà còn cho thấy thái độ bi quan của cộng đồng trước căn bệnh này, đặc biệt là ung thư phổi. Khi tại Việt Nam, ung thư phổi xếp thứ 2 sau ung thư gan, mỗi năm có hơn 23.000 người mắc mới nhưng có tới 88% tử vong, tương đương gần 21.000 người. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần 2 của chương trình, bác sĩ tư vấn để cùng giải đáp các câu hỏi liên quan đến bệnh lý này. Vâng, câu hỏi đầu tiên trong chương trình Giá Như của chúng tôi nhận được là từ một người bạn tên là Thu Trang ạ. Bạn có câu hỏi là bố em 78 tuổi và bị ung thư phổi ở giai đoạn 3C và chưa di căn, cách đây là 7 tháng. Thời gian đầu thì ông đã hóa xạ trị nhưng chỉ được 2/3 liệu trình thì sức khỏe giảm sút nên là gia đình quyết định là không cho ông theo phương pháp Tây y nữa mà về uống lá nam. Và đến nay thì đã được 7 tháng và ông vẫn ăn ngủ tốt, đi lại hoạt động nhẹ nhàng. Nhưng mà thời gian gần đây thì ông lại bị chảy máu cam. Bác sĩ cho em hỏi là dấu hiệu, cho em hỏi đây có phải là dấu hiệu của di căn hay là như thế nào ạ? Vâng, trường hợp này thì tôi thấy rằng là cái dấu hiệu chảy máu cam ở trên một cái người bệnh đã được chẩn đoán xác định là ung thư phổi giai đoạn 3, đã được điều trị cả hóa chất, cả xạ trị. Thế thì cái nguyên nhân của chảy máu cam có thể do rất nhiều nguyên nhân. Chưa thể khẳng định được là cái chảy máu cam đó là do di căn. Cũng có thể là cái chảy máu cam đó là cái tình trạng một cái bệnh lý ở chính cái cơ quan vùng mũi, hốc mũi. Và cũng có thể là bệnh lý, các cái bệnh lý lành tính bệnh của các cái cơ quan bộ phận khác. Ví dụ như các bệnh của hệ tạo máu làm ảnh hưởng đến các cái yếu tố đông máu, làm cho các cái tình trạng gây xuất huyết, trong đó có chảy máu mũi. Rồi cũng có thể là do các cái vấn đề về các cái rối loạn tại các cái vùng tổn thương ở trong cái niêm mạc ở mũi, cũng có thể gây ra các cái tình trạng về chảy máu mũi. Thế còn với trường hợp này thì để khẳng định có phải do cái tổn thương, cái dấu hiệu chảy máu mũi đấy có phải là do di căn hay không, thì theo tôi, bởi vì bác đã điều trị được cách đây 7 tháng rồi, kết thúc cái thời gian điều trị 7 tháng rồi, thì đấy cũng là thời điểm mình cần phải đi kiểm tra, đi đánh giá để xem sau cái thời gian điều trị đó thì cái tổn thương cũ nó biến đổi ra sao, cũng như để kiểm soát xem có xuất hiện các tổn thương mới hay là gọi là các tổn thương di căn ở các vị trí khác không, và từ đó thì sẽ giúp cung cấp các thông tin để bác sĩ đưa ra được các cái phác đồ điều trị tiếp theo. Chứ còn tôi cũng thấy rằng không nên khi chúng ta chưa đi khám kiểm tra lại mà đã dùng thuốc thuốc nam, thuốc đông y, bởi vì rõ ràng là chúng ta chưa biết cái tình trạng bệnh hiện nay cụ thể thế nào nếu chúng ta chưa khám. Cái thứ hai là nếu chúng ta để lâu quá thì có thể làm bỏ nữa cái cơ hội là cái bệnh có thể nó lại tiến triển nặng lên mà mình lại không điều trị tiếp, thì cũng có thể không may đó, đến thời điểm đó thì cái tổn thương sau thời gian điều trị lại tiếp tục phát triển và nó di căn. Vâng, một bạn có tên là Huyền Phan hỏi ạ, bố cháu bị ca phổi giai đoạn 2B và mổ được 1 tháng và phác đồ điều trị là truyền hóa chất bổ trợ 4 lần. Và hôm nay thì mới truyền xong đợt đầu tiên, cháu có nên cho bố cháu uống hay ăn gì thì sẽ tốt ạ? Và có loại thực phẩm chức năng nào hay là loại sữa nào thì nên uống trong thời điểm này không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Về chế độ ăn đối với người bệnh ung thư nói chung, cũng như là với trường hợp của thính giả đã hỏi, tức là đã có chẩn đoán ung thư, sau đó được bác sĩ phẫu thuật, mà sau phẫu thuật thì có điều trị hóa trị bổ trợ, thì nhìn chung là cái chế độ ăn phải đảm bảo nguyên tắc là đầy đủ các thành phần dinh dưỡng. Ở đây tức là có 4 cái nhóm thành phần dinh dưỡng quan trọng. Nhóm thứ nhất là phải đủ các cái chất chúng ta gọi là, hay gọi là chất đạm hay là protein. Nhóm thứ hai gọi là cái nhóm mà chất chất dầu, chất mỡ hay là gọi là lipid. Nhóm thứ ba nó là cái nhóm tinh bột
hay còn gọi là glucid. Và nhóm thứ tư đó chính là các cái vitamin hay là các cái chất khoáng. Thế thì cái chế độ ăn làm sao phải đảm bảo đúng bốn cái thành phần này và theo một cái tỷ lệ hợp lý nhất. Chứ chúng ta không nên ăn kiêng để thiếu một thành phần trong bốn thành phần đó thì đều không tốt cho sức khỏe nói chung. Trong đó có đặc biệt là những người bệnh sau khi đã điều trị phẫu thuật, sau khi đã điều trị hóa trị thì càng cần phải có cái nguồn cung cấp dinh dưỡng một cách hợp lý và đầy đủ nhất để đảm bảo thứ nhất là đủ cái năng lượng cho cơ thể hoạt động. Cái thứ hai là đảm bảo cho cái hàng rào miễn dịch hay còn gọi là cái sức đề kháng cơ thể một cách tốt nhất thì mới chống lại bệnh tật một cách tốt nhất được. Do vậy là cái chế độ ăn là cần phải đảm bảo đầy đủ. Cái thứ hai là chúng ta không nên ăn quá nhiều một trong bốn thành phần đó. Có nghĩa là chúng ta ăn nhiều, đặc biệt là ăn nhiều tinh bột quá, tức là nhiều chất ngọt quá, đồ ngọt quá thì cũng không tốt. Hoặc là chúng ta cũng không nên ăn chỉ có một cái thành phần duy nhất. Ví dụ như là trong thực tế tôi nghe có những người là chỉ ăn cái gạo nứt không thôi. Đấy, thì cũng chưa phần đủ. Thực dưỡng. Đấy, tức là thực dưỡng. Đấy. Thế nhưng chúng ta nên ăn nhiều cái gì? Ở đây là ăn nhiều các cái thành phần có lợi cho sức khỏe nói chung. Đó là các cái thành phần có các chất chống oxy hóa. Và các chất chống oxy hóa này có nhiều ở trong các rau củ quả. Rau củ quả. Và trong các cái loại gọi là các cái chất đạm mà phù hợp với cơ thể là có trong các cái loại hải sản thì rất là tốt. Thế còn chúng ta không nên ăn quá nhiều đồ ngọt và cũng không ăn nên nhiều quá nhiều một thành phần nào đó mà thiếu thành phần khác. Đấy là về chế độ ăn. Thế còn ngược lại, bên cạnh cái chế độ ăn thì bạn có hỏi về cái thực phẩm chức năng. Thì trước hết phải khẳng định là thực phẩm chức năng không phải là thuốc điều trị ung thư mà nó là các cái sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe nói chung. Trong đó có thể có tác dụng gián tiếp với người bệnh ung thư, có nghĩa là giúp làm tăng cái sức đề kháng, sức khỏe nói chung người bệnh, từ đó sẽ chống lại bệnh tật, chống lại các tế bào ung thư. Thì đấy là cũng góp phần vào cái hiệu quả điều trị cũng như là cái chất lượng sống cho người bệnh. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng không, thực phẩm chức năng không thay thế được thuốc điều trị ung thư, có nghĩa là chúng ta không được chỉ dùng thuốc năng mà chúng ta không dùng các thuốc điều trị ung thư nếu có chỉ định của bác sĩ. Thì đấy là cái lời khuyên với trường hợp này. Vâng. Bạn Mạnh Đức thì có một câu hỏi như này ạ. Mẹ em bị ca phổi vào giai đoạn cuối rồi ạ. Di căn màng não và hạch bụng, bệnh viện cho về được hơn một tháng. Và tối nay thì mẹ em rất là đau bụng và em thì đã sờ thấy một cục to ở bụng. Giờ mẹ bảo đau chỗ đấy và mẹ đã đi vệ sinh nhiều lần và toàn ra máu. Mặt thì trắng bệch và chân tay thì lạnh toát. Vậy thì cho em hỏi là tình hình của mẹ em bây giờ là như thế nào rồi ạ? Và có nguy hiểm lắm không? Và có cách nào để mà có thể được cải thiện được không ạ? Vâng, trước hết này cũng hết sức chia sẻ với bạn là cung cấp với thông tin mà tôi cho rằng rõ ràng là cũng nói lên được là cái tình trạng sức khỏe của người bệnh rất là muộn, rất là xấu. Có rất nhiều các cái tổn thương. Thế thì tôi thắng rằng này, ở đây thì cái trường hợp này thì theo tôi nếu có thể thì cố gắng, kể cả muộn rồi thì cũng nên cho người bệnh đến viện để được bác sĩ có cái khám kiểm tra và các cái xét nghiệm cần thiết để vẫn có thể dùng các cái phương pháp, các cái thuốc điều trị mặc dù không có hiệu quả nhiều về mặt kéo dài thời gian sống thêm nhưng vẫn có thể có tác dụng giúp cho làm cải thiện, giảm nhẹ các triệu chứng của người bệnh như các cái thuốc giảm đau hoặc là các cái thuốc mà nếu có xuất huyết chảy máu thì cũng có thể là cầm máu hoặc là thiếu máu thì chúng ta có thể dùng các cái phương pháp điều trị của thiếu máu kể cả truyền máu nếu cần. Do vậy thì theo tôi là nếu có thể và có điều kiện thì chúng ta nên cố gắng đưa người bệnh đến viện. Vâng. Và một câu hỏi nữa, bạn tên là nickname, chắc là nickname ạ, bạn tên là Hoa Tiêu, bạn có hỏi là bác sĩ cho cháu hỏi là bố cháu u tê phổi giai đoạn 3 và đã di căn tới hạch cổ ạ, hoạch hạch cổ. Bác sĩ bảo là do tế bào nhỏ nên là chỉ truyền được hóa chất và xạ trị.
Do bố cháu cũng gầy và yếu nên gia đình cháu chọn phương pháp là điều trị bằng thuốc nam. Và đã hơn 1 tháng trong quá trình thì điều trị thì bố cháu cũng bắt đầu là 1 tuần nay thì bố cháu có triệu chứng là đau đầu và đau hai bắp tay và mất giọng. Chúng cháu có động viên bố cháu ra viện phổi trung ương để khám xem như thế nào, nhưng bố cháu lại không muốn đi và cháu lo, rất là lo và không biết là triệu chứng của bố cháu thì có phải là do bệnh đang phát triển sang hướng khác nữa không ạ? Mong bác sĩ tư vấn. Dạ vâng, thì với trường hợp này thì tôi thấy rằng là đây một cái thông tin từ bạn cung cấp thì đây là một cái trường hợp ung thư phổi loại tế bào nhỏ. Tức là trong ung thư phổi thì nó có hai nhóm là loại tế bào nhỏ và loại còn lại là không phải tế bào nhỏ. Thì cái loại tế bào nhỏ thì có cái tiên lượng xấu hơn và cái phương pháp điều trị cũng khác. Đa phần thì các trường hợp ung thư phổi loại tế bào nhỏ thì phải điều trị bằng phương pháp hóa trị hoặc là xạ trị, rất ít khi có chỉ định phẫu thuật. Và với các cái phương pháp về điều trị ung thư hiện nay, ấy, cụ thể là ung thư phổi thì có 5 cái nhóm phương pháp điều trị chính, gọi là phương pháp điều trị đặc hiệu, tức là nhằm mục đích loại bỏ tế bào ung thư ra khỏi cơ thể hoặc là tiêu diệt trực tiếp tế bào ung thư. Thì đấy gọi là các biện pháp điều trị đặc hiệu. Cụ thể là thứ nhất là điều trị phẫu thuật hay còn gọi là ngoại khoa. Thứ hai là dùng các kỹ thuật xạ trị, tức là dùng các cái năng lượng bức xạ ion hóa để tiêu diệt tế bào ung thư. Cái nhóm thứ ba là dùng các cái thuốc gọi là gây độc tế bào hay còn gọi là hóa trị. Cái nhóm thứ tư hiện nay đó là rất là mới và có rất nhiều các tiến bộ, đó là gọi là phương pháp điều trị trúng đích. Và đặc biệt mới hơn nữa ở đây là có phương pháp điều trị thứ năm là điều trị miễn dịch. Thì đây là cái năm cái nhóm điều trị chính trong ung thư phổi, đặc biệt là cái loại không phải tế bào nhỏ. Đấy, nói, thì đấy là các biện pháp điều trị chính. Thì còn ngoài ra thì có các cái biện pháp điều trị hỗ trợ. Đấy, hỗ trợ. Thế như vậy thì trong trường hợp của như khán giả đưa ra thì theo tôi là chúng ta nên lựa chọn cái phương pháp điều trị đặc hiệu trước. Còn khi các phương pháp điều trị đặc hiệu không còn khả năng, bác sĩ không có chỉ định hoặc là mình không có thể vì lý do đó không thể theo được các cái chỉ định của bác sĩ thì mình mới tính đến cái giải pháp là dùng các phương pháp điều trị hỗ trợ như là điều trị bằng thuốc nam hoặc là phương pháp khác. Thế còn cái tiến triển của bệnh thì với ung thư phổi nói chung, trong đó ung thư phổi tế bào nhỏ thì có một tỷ lệ rất hay gặp, nếu chúng ta không được điều trị bằng các pháp đặc hiệu hoặc là để quá muộn thì có thể là có cái biểu hiện di căn não, đấy là cái nơi rất hay gặp. Và cái biểu hiện của di căn não, một trong cái biểu hiện là người bệnh cảm thấy đau đầu và buồn nôn. Tuy nhiên không phải tất cả trường hợp đau đầu ở bệnh nhân ung thư là do di căn não. Do vậy là như bạn cũng có thông tin là có người bệnh có dấu hiệu đau đầu thì mình cũng chưa loại trừ được là bệnh có thể đã tiến triển di căn vào thần kinh trung ương do mình không được điều trị bằng các phương pháp đặc hiệu. Nhưng cũng thể đau đầu đấy là do các nguyên nhân, các cái bệnh lý thông thường khác, không phải do di căn. Do vậy là theo tôi thì cũng khuyến cáo là nên cho người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa vùng biếu để được chẩn đoán tình trạng bệnh hiện tại cũng như là có cái lời khuyên, có cái phác đồ điều trị tốt nhất cho người bệnh của từ phía bác sĩ. Vâng, bạn Xuân Nhi thì có câu hỏi là em xin phép hỏi là ba em năm nay 63 tuổi vừa phát hiện bệnh thì được cho nhập viện và mổ loại bỏ khối u to bằng lòng bàn tay và cắt 1/3 lá phổi. Vết mổ thì đã đẹp, đã lành và khô. Sau khi mổ thì không bị ho, không có đờm và không khó thở và cũng không đau tức ngực. Tuy nhiên thì ba em lại không ăn được và đã sút từ 5 đến 7 kg ạ. Và đã tái khám và bác sĩ hẹn thì 2 tuần nữa thì sẽ tái khám để xem là hóa trị hay là xạ trị thì em cũng chưa nắm rõ được. Và em muốn hỏi là ba em thì nên điều trị theo hướng nào ạ? Vâng, trước hết là cũng phải chia sẻ với bạn là phẫu thuật cắt 1/3 lá phổi là một phẫu thuật cũng rất là lớn. Do vậy hầu hết các trường hợp sau khi phẫu thuật thì người bệnh cũng chưa thể trở về cái trạng thái bình thường như bình thường được. Đặc biệt là cái chế độ ăn, nếu mà chúng ta không đảm bảo đủ cái dinh dưỡng và năng lượng thì thậm chí người bệnh có thể còn sút cân sau khi phẫu thuật. Do vậy là theo như thông tin bạn cung cấp thì tôi biết rằng là chắc là người bệnh cũng mới phẫu thuật trong thời gian gần đây.
Đấy. Tuy nhiên thì tôi cũng khuyến cáo nên theo cái lịch hẹn, theo cái lời khuyên của bác sĩ khi ra viện. Nếu có lịch hẹn thì chúng ta nên quay trở lại để bác sĩ khám đánh giá, thứ nhất là cái tình trạng sau khi phẫu thuật, cái thứ hai là đánh giá tình trạng sức khỏe nói chung, để từ đó sẽ đưa ra cái quyết định là có nên điều trị tiếp ở thời điểm đó hay để chờ đến khi mà sức khỏe ổn định thì chúng ta mới lựa chọn các cái phương pháp điều trị tiếp theo sau phẫu thuật như là xạ trị hay là hóa trị. Bởi vì các phương pháp này không nhất thiết phải điều trị ngay sau khi phẫu thuật mà còn phụ thuộc vào cái kết quả sau khi phẫu thuật cũng như tình trạng sức khỏe của người bệnh. Vâng. À, bạn Văn Lâm ạ, có câu hỏi là: thưa bác sĩ, là bố em bị u tê phổi giai đoạn 2C và đáng nhẽ thì tháng này thì phải lên Hà Nội để thăm khám lại, nhưng mà dịch bệnh như thế này thì rất khó khăn để đưa bố em xuống được, và em rất lo, chỉ sợ là bệnh của bố em ấy tiến triển thêm. À, vậy thì em nên làm gì thưa bác sĩ? Vâng, trước hết thì cũng phải chia sẻ với bạn cũng như rất nhiều các trường hợp không may bị ung thư trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái thời kỳ mà thế giới chúng ta có cái đại dịch Covid, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cái đại dịch này nó ảnh hưởng đến rất nhiều các cái vấn đề trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là vấn đề đi khám chữa bệnh của người bệnh trong cái thời kỳ thời gian hiện nay. Tuy nhiên thì không phải chúng ta không làm được gì, mà như trường hợp cụ thể của bạn thì theo tôi bạn đã từng được khám đến bệnh viện cơ sở, đến cơ sở khám chữa bệnh, cũng đã từng được bác sĩ khám chữa bệnh, thì chúng ta nên có thể vẫn có cái sự liên lạc với, nếu số của chúng ta có số điện thoại của bác sĩ, hoặc nếu không thì số của cơ sở y tế chúng ta có thể gọi qua các cái đường dây nóng của các cơ sở y tế để chúng ta xin cái tư vấn của các bác sĩ, các chuyên gia có chuyên môn để chúng ta có được cái kế hoạch theo dõi, nhưng cũng như các kế hoạch mà có thể đôi khi chúng ta chỉ cần điều trị tại nhà, tại cơ Vâng. sở địa phương. Vâng. À, nhân cái câu chuyện này thì tôi cũng muốn đặt một câu hỏi dành cho bác sĩ Thái ạ. Là bệnh nhân có nhu cầu chẩn đoán và điều trị nhưng mà thiếu thông tin, thì những kênh gì có họ có thể tiếp cận được, những kênh như vậy là có hữu ích không? Ví dụ như là đặt lịch khám qua website bệnh viện, hoặc là làm thế nào để mà có thể chẩn đoán và điều trị trong mùa dịch COVID này ạ? Vâng, hiện nay thì trong ngành y tế thì có rất nhiều cái các cái phương pháp, các cái phương thức để người bệnh cũng có thể vẫn được tiếp cận các cái dịch vụ y tế. Gần đây nhất là rất nhiều các cái cơ sở y tế đã triển khai cái phương pháp khám chữa bệnh từ xa. Có nghĩa là chúng ta có thể thông qua cái các cái kênh, các cái chương trình khám chữa bệnh từ xa của các cái cơ sở y tế mà không nhất thiết chúng ta phải đến bệnh viện, thì vẫn được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ cho các cái trường hợp bị bệnh. Thứ hai là ngoài các cái việc khám chữa bệnh từ xa thì chúng ta cũng có thể vào các cái trang web, các cái trang thông tin của các cái cơ sở y tế chuyên về ung thư, chúng ta để được các cái tư vấn của các chuyên gia theo các cái lịch đăng ký của các cái cơ sở y tế. Đấy. Thứ ba nữa là trong trường hợp chúng ta không đến được các cơ sở y tế ở tuyến trung ương, hoặc là ở do chúng ta ở quá xa, hoặc là do chúng ta đang ở trong các cái vùng dịch, ở trong các cái vùng mà cách ly chúng ta không thể đến được cơ sở y tế, thì chúng ta vẫn có thể qua các cái đến các cơ sở y tế gần nhất và các cái nơi mà gọi là nằm trong vùng dịch đó để có cái sự tư vấn hỗ trợ của các cái chuyên gia về y tế để chúng ta có được cái thông tin cũng như là có các cái khuyến cáo phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể. Vâng. Bạn Giang Chu thì có đưa ra câu hỏi ạ. Hiện tại là mẹ em thì được chẩn đoán ca phổi giai đoạn 3C. Em đã làm đột biến gen lần 2 và đã cho ra kết quả là âm tính ạ. Em đang phân vân giữa việc điều trị bằng hóa chất và cộng với cả trị xạ. Thì tại vì là mẹ thì cũng đã bị di căn nổi hạch ở vùng cổ và tay và hạch to trung thất, hoặc là điều trị
bằng phương pháp miễn dịch theo kỳ. Vì là hiện tại là mẹ em sức khỏe đang yếu và giờ thì cũng không ăn được gì và có hiện tượng nôn khan, ho kéo dài nên là em cũng lo sợ là mẹ không chịu được hóa chất. Vậy thì bác sĩ cho em lời khuyên. Có ba cái phương pháp điều trị trong trường hợp mà bạn đã đưa ra nhắc đến. Thứ nhất là phương pháp điều trị hóa trị, tức là dùng các cái thuốc hóa chất gây độc tế bào. Phương pháp thứ hai là điều trị lích, và phương pháp là điều trị miễn dịch. Thì với ba phương pháp này thì mỗi phương pháp thì đều có các cái ưu, các cái nhược điểm khác nhau. Với điều trị hóa chất thì cái ưu điểm đó là dùng các cái thuốc mà chúng ta có thể hoàn toàn là cái chi phí điều trị rất là thấp đấy, và gói thuốc là bảo hiểm y tế thanh toán hoàn toàn, tức là người bệnh nếu có bảo hiểm thì chúng ta không quá bận tâm về vấn đề chi phí điều trị. Tuy nhiên thì các thuốc hóa chất thì lại không phù hợp với các trường hợp người bệnh mà có thể có cái tình trạng sức khỏe chung không được tốt, bởi vì cái thuốc hóa chất là cái thuốc mà có thể gây ra các cái độc tính, các tác dụng phụ ảnh hưởng đến các cơ quan này. Thế còn đối với cái thuốc nhóm thứ hai là thuốc điều trị đích, thì thuốc điều trị đích thì có thể chia thành hai nhóm về mặt đường dùng. Nhóm thứ nhất là thuốc điều trị đích dùng đường uống, tức là dùng các thuốc viên người bệnh có thể hoàn toàn ngoại trú được. Thế còn cái nhóm đích thuốc đích thứ hai là thuốc điều trị đích dạng truyền, có nghĩa là người bệnh vẫn phải hầu hết là vẫn phải nhập viện để điều trị. Thế thì cái thuốc điều trị đích thì cái ưu điểm nó khác như thuốc hóa chất là đây là các cái nhóm thuốc mới, nên là cái hiệu quả điều trị thì phần lớn là tốt hơn các thuốc điều trị hóa chất kinh điển. Cái thứ hai là về mặt độc tính tác dụng phụ của các thuốc điều trị đích thì ít hơn, nhẹ nhàng hơn, do vậy là sẽ thích hợp phù hợp với các người bệnh mà cái thể trạng chung nó không phù hợp với điều trị hóa chất. Thế còn với điều trị miễn dịch thì đây là một phương pháp rất là mới và có rất nhiều các tiến bộ hiện nay. Thì cái ưu điểm của các thuốc điều trị miễn dịch là cũng khác với điều trị hóa chất, thì đây là cái thuốc, các cái thuốc điều trị là tác động không phải trực tiếp tiêu diệt các tế bào ung thư mà gián tiếp qua cái việc làm tăng cường các cái chức năng hay là các cái số lượng các tế bào miễn dịch của cơ thể, và các chính các tế bào miễn dịch của chính cơ thể người bệnh đó sẽ tấn công và tiêu diệt tế bào ung thư. Thì đấy là cái cơ chế của thuốc điều trị miễn dịch. Do vậy đây là phương pháp điều trị gọi là sinh học, nó không ít, rất ít ảnh hưởng đến các cái tế bào lành cơ quan xung quanh, do cái thuốc đó nó không gây độc tế bào. Do vậy là cái tác dụng phụ sẽ tránh được các cái độc tính của hóa chất. Đấy, và cái hiệu quả điều trị thì cũng hiện nay rất nhiều các cái thuốc mới, thuốc được chứng minh hiệu quả điều trị rất là tốt. Đấy, tuy nhiên thì đây là cái phương pháp mới, do vậy là cái chi phí điều trị hiện nay thì cũng khá là đắt tiền. Do vậy nó sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế của mỗi gia đình người bệnh. Do vậy với trường hợp của bạn thì theo tôi thì rõ ràng ở đây chúng ta có ba lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên để lựa chọn nào thì chúng ta sẽ phải cân nhắc phù hợp. Thứ nhất là phụ thuộc vào cái đặc điểm về chuyên môn, và chuyên môn thì đấy đó là cái chỉ định đưa ra của bác sĩ, có nghĩa là phụ thuộc vào cái mức độ bệnh, cái đặc điểm về mặt tế bào bệnh cũng như các đặc điểm về mặt sinh học tử và cũng như đặc điểm về tình trạng sức khỏe nói chung của người bệnh. Tuy nhiên có một cái điều kiện thứ hai lại phụ thuộc vào người bệnh và gia đình bệnh, đó là điều kiện về kinh tế. Do vậy là theo tôi để quyết định lựa chọn nào thì chúng ta phải cân nhắc hai cái nhóm yếu tố như vậy để làm sao chúng ta vẫn đảm bảo được cái hiệu quả điều trị phù hợp tốt nhất về mặt chuyên môn với tình trạng sức khỏe hiện tại của người bệnh, nhưng cũng phải phù hợp với cái hoàn cảnh, cái điều kiện kinh tế của chính bản thân gia đình người bệnh. Vâng, bạn Vũ Bình thì có một câu hỏi là mẹ em thì hiện đang là giai đoạn 4, nhưng hiện giờ thì nhà em đang theo hướng là ăn chay đào thải ạ. Bác sĩ cho em hỏi là liệu phương pháp này thì có hiệu quả không ạ?
mẹ em cũng đang rất suy sụp về tinh thần nên em cũng rất lo lắng cho mẹ. Theo bác sĩ thì em nên làm gì cho mẹ bây giờ? Trước hết phải khẳng định là phương pháp ăn chay không phải là một phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh ung thư. Với điều trị ung thư thì chúng ta đến thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có 5 phương pháp chính. Thứ nhất là phẫu thuật, thứ hai là xạ trị, thứ ba là hóa trị, thứ bốn là điều trị đích và thứ năm là điều trị miễn dịch. Thế còn lại các phương pháp khác gọi là điều trị hỗ trợ. Và đối với người bệnh ung thư thì cái chế độ dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Bởi vì một cái chế độ dinh dưỡng nó phải phù hợp, phải hợp lý để làm sao đảm bảo người bệnh có một cái tình trạng sức khỏe tốt nhất. Có nghĩa là phải đủ các thành phần, đủ năng lượng, đủ số lượng và theo một cái tỷ lệ hợp lý để làm sao người bệnh có được cái hàng rào miễn dịch chính cơ thể người bệnh một cách tốt nhất. Chính các tế bào miễn dịch của người bệnh cũng có khả năng tấn công và tiêu diệt chứng ung thư rồi. Thế vậy thì chúng ta làm sao để cái tế bào miễn dịch đó nó khỏe mạnh nhất, tốt nhất và đầy đủ nhất. Thì muốn vậy chúng ta phải có chế độ dinh dưỡng một cách tốt nhất để làm sao các tế bào nó khỏe mạnh nhất. Và chính các tế bào gọi là đội quân phòng vệ của chính cơ thể mình sẽ tấn công tiêu diệt tế bào ung thư. Vâng. Bạn Trúc Đặng có câu hỏi là: thưa bác sĩ, là có cách nào giúp bệnh nhân ca phổi bớt ho không ạ? Và bố em thì bị liệt và hiện thì đang tiêm morphin nhưng mấy hôm nay thì ho rất nhiều và mong bác sĩ giải đáp giúp em vấn đề này. Trước hết là ho là một triệu chứng rất thường gặp ở người bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân của ho do nguyên nhân gì. Triệu chứng ho cũng thể là do một cái tình trạng bị nhiễm trùng, viêm nhiễm trên một cái nền bệnh người bệnh ung thư. Triệu chứng ho cũng có thể do là một cái tổn thương ở cái cơ quan khác ngoài phổi, có thể là ở vùng đường hô hấp trên cũng có thể gây ra triệu chứng ho. Và triệu chứng ho cũng có thể gặp ở các cái bệnh lý cơ quan gây tổn thương, kích thích, ảnh hưởng đến các cái chức năng hô hấp và cũng có thể gây ho. Do vậy là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân ho do nguyên nhân gì và trên cơ sở đó thì bác sĩ sẽ điều trị cái nguyên nhân gây ho cũng như điều trị cái triệu chứng ho thì cũng rất nhiều các cái thuốc khác nhau. Vâng. Bạn Thùy Mai thì có hỏi là: ông của em bị ung thư phổi ở giai đoạn 4, mới xạ trị lần thứ nhất và sức khỏe của ông thì không được tốt lắm nên em có mua cao ngựa bạch về cho ông uống dùng thêm. Vậy xin được hỏi bác sĩ là dùng cao ngựa thì có thực sự tốt cho bệnh nhân ca hay không ạ? Cũng tương tự như trường hợp trước thì tôi cũng khẳng định là cao ngựa cũng không phải là một cái thuốc điều trị ung thư một cách đặc hiệu. Bởi vì cũng đã có các nghiên cứu người ta phân tích cái thành phần của các loại cao, trong đó có cao ngựa thì cũng không tìm ra được các cái chất mà chứng minh là có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên thì cũng có thể có tác dụng hỗ trợ chung cho người bệnh để có một cái tình trạng sức khỏe nó tốt và từ đó thì gián tiếp để tác dụng điều trị bệnh nói chung, trong đó có người bệnh ung thư. Vâng. Một câu hỏi nữa là đến từ bạn Đỗ Hậu ạ. Bố em 64 tuổi và bị u phổi từ năm 2019 và bố em thì mệt quá vì do căn bệnh u phổi thế nên là đã không đi lại được. Vậy thì có cách nào để giúp bố em khắc phục được tình trạng này hay không? Bác sĩ cho lời khuyên. Chết là thông tin mà bạn cung cấp mà bị u phổi thì chưa thể khẳng định được là bị ung thư phổi. Bởi vì u chúng ta biết có hai cái loại u. Một là u lành tính, hai là u ác tính, và u ác tính thì mới gọi là ung thư. Do vậy mà mặc dù bạn cung cấp là bố bạn bị u phổi nhưng mà bị mệt thì mình vẫn chưa khẳng định được và cần phải đến cơ sở y tế chuyên khoa về u biếu để có cái bác sĩ thăm khám cũng như chỉ định các xét nghiệm cần thiết để có cái kết luận khẳng định là cái bệnh đó có phải là ung thư hay không, và trên cơ sở đó thì chúng ta mới có cái phác đồ, có cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Vâng. Vâng, câu hỏi từ bạn Mai Xuân Kiên ạ. Bà em ung thư phổi di căn não, hiện hay bị nấc về đêm, đau ngực và khó thở ạ. Vậy có cách nào để mà giảm cái việc đỡ nấc và giảm đau ngực, khó thở không ạ? Với các trường hợp
mà ung thư phổi, đặc biệt là có tổn thương di căn ở thần kinh trung ương, là cũng là một cái tổn thương rất hay gặp trong ung thư phổi, thì có rất nhiều các cái biểu hiện triệu chứng khác nhau, đặc biệt là các triệu chứng về thần kinh, trong đó có các cái biểu hiện về nấc. Thế thì cái triệu chứng nấc này ở người bệnh ung thư cũng có thể do nhiều nguyên nhân, cũng có thể do bản thân cái tổn thương ác tính ung thư gây ra, nhưng cũng có thể do các cái bệnh lý khác kèm theo, hoặc là các tổn thương phối hợp để cũng có thể dẫn đến người bệnh bị nấc. Do vậy là chúng ta cũng cần phải thăm khám, đánh giá để tìm nguyên nhân. Và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân cái nấc. Thế còn bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có các cái thuốc gọi là thuốc điều trị triệu chứng để làm giảm nhẹ cái cơn nấc và cũng có thể cắt được cái cơn nấc đó nếu mà chúng ta tìm được nguyên nhân. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Đức ạ. Nếu bệnh nhân ca phổi bị chướng bụng thì phải làm gì ạ? Đối với triệu chứng chướng bụng ở bệnh nhân ung thư phổi thì rõ ràng ở đây là hai cái vùng khác nhau cơ thể. Chúng ta biết rồi, ung thư phổi thì tổn thương ở trong lồng ngực. Thế còn chướng bụng thì lại biểu hiện ở vùng bụng ở bên dưới. Do vậy cũng có thể đây là hai cái nhóm triệu chứng mà có liên quan với nhau. Do cái tổn thương ở phổi nó di căn, nó phát triển vào các cơ quan bộ phận trong ổ bụng và làm cho bụng cũng có thể chướng lên, thì đấy là cái nhóm nguyên nhân thứ nhất. Nhóm nguyên nhân thứ hai là hai cái nhóm bệnh hoàn toàn độc lập nhau, tức là vẫn là ung thư phổi nhưng lại có các cái bệnh lý bất thường ở trong ổ bụng làm cho tình trạng bụng chướng lên, và chướng lên này cũng có thể là do các cái ổ bụng chứa rất là nhiều dịch, hoặc là cho chứa hơi nhiều thì làm cho bụng cũng chướng lên, hoặc là do các cái khối phát triển chiếm thể tích choán chỗ và làm cho đè đẩy các cơ quan và gây làm bụng cũng chướng lên. Do vậy cái triệu chứng chướng bụng ở người bệnh ung thư phổi cũng có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nên chúng ta cũng cần phải có cái thăm khám đánh giá của người thầy thuốc, trên cơ sở đó thì sẽ tìm ra cái bản chất của vấn đề chướng bụng và nguyên nhân của chứng bụng mà chúng ta có. Sau đó chúng ta sẽ có cái lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Vâng. Câu hỏi tiếp theo ạ, của bạn Đặng Thị Bích Ly ạ. Bạn hỏi là hiện tại thì bố em ung thư phổi giai đoạn 4A và đang tiêm miễn dịch kết hợp cùng truyền hóa chất được 3 mũi tại bệnh viện 108, và sức khỏe của bố em thì bình thường, ăn được, không ho, hết tràn dịch màng phổi mà chỉ bị rụng tóc ạ. Em định cho bố uống thêm cao xạ đen có được không ạ? Vâng, trước hết là phải chia sẻ với bạn là cái phương pháp điều trị hóa trị ở đây lại kết hợp với cả miễn dịch thì cũng là một trong các phác đồ điều trị mới hiện nay. Có nghĩa là chúng ta dùng cả hai phương pháp đồng thời để làm sao đảm bảo cái hiệu quả tối ưu nhất, tốt nhất cho người bệnh mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng sống phù hợp. Thì đó là cái lựa chọn rất là tốt và có nhiều cái ưu điểm hiện nay. Tuy nhiên thì như bạn cung cấp thì cái việc dùng cao xạ đen thì đây lại là một cái hoàn toàn là một cái lĩnh vực khác, có nghĩa là không phải là một cái phương pháp điều trị đặc hiệu như trên tôi đã nói là có 5 phương pháp chính. Thế còn cao xạ đen thì đây là một cái gọi là phương pháp điều trị có thể xếp vào cái nhóm điều trị hỗ trợ, bởi vì cũng chưa có một cái khuyến cáo chính thức về mặt khoa học hiện nay là cao xạ đen là một cái phương pháp điều trị chính thống đặc hiệu trong điều trị ung thư. Do vậy là chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Vâng. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Minh Nguyễn ạ. Bố em phát hiện bệnh giai đoạn 4 và đã di căn vào não và xương. Ung thư có tế bào nhỏ. Đây là có thể nói là một loại ung thư như bác sĩ vừa chia sẻ là tương đối nặng ạ, ung thư tế bào nhỏ. Vâng. Và bệnh viện thì tiên lượng xấu và nhập viện chỉ điều trị triệu chứng chứ ca thì không trị bệnh nữa. Vậy nên là gia đình của em chưa nhập viện mà muốn tìm một cách khác. Vậy thì bác sĩ cho em hỏi là còn có cách nào khác không và bố em còn có hy vọng không ạ? Với cái trường hợp mà ung thư phổi tế bào nhỏ
mà giai đoạn rất là muộn, tức là tổn thương lan tràn nhiều cơ quan, thì đôi khi rất tiếc là nhiều trường hợp chúng ta có thể vẫn còn cái lựa chọn để dùng các phương pháp điều trị đặc trị bằng hóa trị, bằng các cái thuốc điều trị toàn thân hoặc là phối hợp với xạ trị được. Nhưng cũng rất nhiều các trường hợp do người tổn thương quá nặng hoặc là tình trạng người bệnh quá yếu thì chúng ta không thể lựa chọn các phương pháp điều trị một cách đặc hiệu phù hợp tốt nhất được. Thì trong trường hợp như họ vậy thì chúng ta còn các cái phương pháp điều trị gọi là chăm sóc giảm nhẹ hay gọi là điều trị triệu chứng. Các phương pháp này với cái mục đích là để cải thiện, giảm nhẹ bớt các cái triệu chứng cho người bệnh, ví dụ như là các cái thuốc giảm đau, như là các cái thuốc để giúp nâng cao sức khỏe cho người bệnh, hoặc là các cái thuốc điều trị triệu chứng do biến chứng của bệnh, thì cũng góp phần để làm cải thiện cái chất lượng sống cho người bệnh một cách tốt nhất, và từ đó thì cũng góp phần vào cho cái việc gọi là hiệu quả điều trị của người bệnh. Vâng, bạn Dương Vũ thì có hỏi câu hỏi là có thuốc gì giúp người bệnh hay ăn trở lại không ạ? Bố cháu sau khi truyền hóa chất thì về ăn cái gì cũng bảo là ngọt và khó ăn, thì bác sĩ giúp cháu với ạ. Vâng, đúng là với các người bệnh ung thư, đặc biệt là sau khi điều trị các phương pháp điều trị ung thư thì thường là có các cái cảm giác là không ăn không ngon miệng. Thế thì để giải quyết cái tình trạng này thì có nhiều các cái phương án, phương pháp khác nhau. Thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn cái khẩu phần ăn, cái thức ăn làm sao phù hợp với khẩu vị của người bệnh. Đấy, cũng như là cái cách chế biến đấy, làm sao để đảm bảo vừa đủ dinh dưỡng, vừa phù hợp với tình trạng người bệnh, nhưng mà làm sao để có một cái hấp thu tốt nhất cũng như là làm cho cái cảm giác ăn ngon miệng tốt nhất của người bệnh. Đấy, cái nhóm thứ hai đó là chúng ta có thể đi tìm các nguyên nhân mà có thể ảnh hưởng đến cái cảm giác ăn của người bệnh, cụ thể là xem người bệnh có các cái tổn thương ở cái vùng các cơ quan bộ phận mà tham gia vào chức năng tiêu hóa hay không, như điều trị cái nguyên nhân các cái tổn thương phối hợp cũng như là có thể là các cái biến chứng tác dụng phụ của phương pháp điều trị để chúng ta khắc phục một cách tốt nhất. Vâng, bạn Nguyễn Hoàng Long thì hỏi câu hỏi là: bác sĩ ơi, mẹ em bị ca phổi giai đoạn 4 và hiện giờ đang bị di căn vào xương, đã xạ trị xong được hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn còn đau nhức cả người, bị tác dụng phụ ảnh hưởng nhiều. Vậy thì sau bao lâu xạ trị mới có hiệu quả thưa bác sĩ? Thông thường thì cái hiệu quả của phương pháp điều trị xạ trị như là hóa trị thì không phải tất cả trường hợp là chúng ta có hiệu quả ngay sau khi chúng ta kết thúc điều trị, đặc biệt là xạ trị. Do vậy là cái việc mà đánh giá người bệnh, đánh giá cái tổn thương sau khi điều trị cũng hết sức quan trọng. Và tùy thuộc cái phương pháp điều trị cụ thể của bác sĩ cũng như là cái phác đồ điều trị thì sẽ có các cái lịch trình, các cái lịch hẹn của bác sĩ để mục đích là đánh giá hiệu quả điều trị cũng như là phát hiện các tác dụng phụ. Thế còn cũng có trường hợp, một số ít các trường hợp là trong quá trình điều trị thì cái tổn thương đáp ứng rất là tốt, đáp ứng rất tốt, nên trong quá trình xạ trị thì cái tổn thương đã thu nhỏ ngay. Đấy, đấy, và thậm chí có nhiều trường hợp là cái tổn thương đã gần như là đáp ứng hoàn toàn. Đấy, tuy nhiên thì cái số này không nhiều mà đa phần chúng ta phải có một thời gian, có một khoảng thời gian để cái các phương pháp điều trị phát huy cái tác dụng điều trị, thì lúc đó chúng ta đánh giá mới biết được chính xác cái hiệu quả của phương pháp điều trị. Vâng, bạn Nguyễn Cúc có hỏi ạ: bố em ca phổi, di căn não và thượng thận, và sau đó thì là có biểu hiện thêm đau mỏi cổ nữa, thì lên khám chụp thì bác sĩ bảo đau vai gáy, vậy thì phải làm thế nên như thế nào để cho bớt đau ạ? Cái thứ nhất là phải khẳng định là cái đau đấy là cũng do rất nhiều nguyên nhân,
Nguyên nhân nhất là mình tổn thương của ung thư phổi di căn vào các cái vùng xương hoặc là phần mềm ở cái vùng, vùng vai hay là cột sống, gây chèn ép thần kinh và bệnh nhân có thể đau. Nguyên nhân thứ hai là đây là cái bệnh lý hoàn toàn độc lập do các cái tổn thương, ví dụ như là các cái thoái hóa ở vùng cột sống cổ cũng có thể gây chèn ép và gây ra các cái biểu hiện đau. Rồi ngoài ra có các cái trường hợp mà gọi là đau vai gáy do gọi là các cái triệu chứng do cơ năng không có thực thể, tức là do theo quan điểm của đông y gọi là các cái trường hợp trúng trúng phong. Thế thì tùy theo trường hợp cụ thể chúng ta phải tìm cái nguyên nhân đau do nguyên nhân gì thì chúng ta mới có cái cách điều trị nó cách phù hợp và có hiệu quả tốt nhất. Vâng, bạn Lương Nga thì đặt ra câu hỏi là bác em 50 tuổi bị ca phổi và nghỉ truyền hóa chất được 8 tháng rồi ạ. Giờ thì tê bì mặt và tay trái, như vậy thì có nguy hiểm lắm không thưa bác sĩ? Và đó là do nguyên nhân nào ạ? Về cái biểu hiện tê bì thì cũng là cái biểu hiện gặp khá là nhiều ở một số các trường hợp bệnh nhân điều trị bằng hóa chất mà trong đó có sử dụng các cái thuốc mà có thể gây ra các cái gọi là tác dụng phụ ảnh hưởng đến các cái cảm giác của người bệnh biểu hiện bằng các cái tê bì thì đấy là có thể do độc tính tác dụng phụ của các cái phương pháp điều trị hóa chất. Đấy, nhưng cũng có thể do các cái tổn thương, các cái bệnh lý của các cái cơ quan thần kinh ở các cái vị trí khác ngoài cái ung thư thì đấy là cái nguyên nhân của cái triệu chứng tê bì. Do vậy thì tôi cũng khuyến cáo rằng là chúng ta cũng phải được thăm khám bởi bác sĩ để có cái chẩn đoán xác định cũng như là tìm nguyên nhân thì chúng ta có cái lời khuyên cũng như là có cái phương pháp điều trị nó phù hợp nhất. Vâng, một câu hỏi nữa là của bạn Thương Anh ạ. Bố em bị ca phổi, giờ đầy bụng trướng hơi và có cách gì để chữa không ạ? Và giờ khó thở lắm rồi bác sĩ ạ. Cũng gần tương tự như một trường hợp mà trước Vâng. thì rõ ràng là cái đầy bụng trướng hơi ở người bệnh ung thư phổi cũng có thể là do cái nguồn gốc nguyên nhân từ cái bệnh lý ung thư phổi di căn đến ổ bụng và từ đó làm tổn thương cơ quan và gây ra các cái biểu hiện về đầy bụng. Nhưng cũng có thể là do tổn thương ở chính cơ quan tiêu hóa cụ thể là dạ dày gây ra các biểu hiện như vậy. Do vậy là trong trường hợp cần thiết thì theo tôi vẫn phải đến cơ sở y tế để cũng làm các xét nghiệm cần thiết như là nội soi dạ dày để tìm xem có cái tổn thương ở vùng tiêu hóa hay không thì trên cơ sở đó chúng ta có cách điều trị phù hợp. Vâng, và một câu hỏi cuối cùng ạ là của bạn Việt Phan. Bạn hỏi là mẹ em truyền hóa chất đợt 1 rồi mà không thấy giảm đau chút nào, lại hay sốt cao nữa. Vậy thì xin bác sĩ tư vấn giúp cho em ạ. Nếu ở một người bệnh sau khi truyền hóa chất mà có biểu hiện sốt thì theo tôi đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng, bởi vì cái sốt này cũng có thể do nguyên nhân liên quan đến chính cái việc chúng ta điều trị cái phương pháp bằng hóa chất. Đôi khi một số trường hợp có thể gây ra các cái độc tính ảnh hưởng đến các tế bào máu và từ đó làm gây ra các biểu hiện sốt như bạn mô tả. Do vậy theo tôi là trong hợp cụ thể thì theo tôi cần phải đến cơ sở y tế để chúng ta làm các cái xét nghiệm cần thiết, cụ thể làm các xét nghiệm về máu để xem cái công thức máu có gì biến đổi không, rồi cũng phải tìm các nguyên nhân khác. Nếu mà trong hợp mà chúng ta loại trừ được cái tác dụng phụ của hóa chất ra thì đi tìm các nguyên nhân khác để chúng ta có cái cách xử trí nó phù hợp nhất. Vâng, xin rất là cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ với các câu hỏi mà các khán giả đã đưa ra vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, do thời gian có hạn nên những câu hỏi của các bạn gửi về sau thì chúng tôi sẽ gửi đến bác sĩ Thái giải đáp và được cập nhật trên fanpage của chương trình Giá Như. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ lắng nghe những thông điệp mà chuyên gia của chương trình muốn nhắn gửi.
Trước hết là chúng ta hãy luôn luôn lắng nghe cơ thể. Khi có bất thường thì chúng ta phải nên đi khám, kiểm tra sức khỏe một cách sớm nhất có thể. Và khi chẳng may, không may bất thường thì chúng ta hãy bình tĩnh, lạc quan để có một cái phương án lựa chọn điều trị sớm nhất nhưng cũng phải phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể. Và khi đã điều trị thì tôi khuyến cáo là chúng ta nên tuân thủ các cái hướng dẫn cũng như là các cái phác đồ điều trị của bác sĩ, và không nên sử dụng các cái phương pháp mà điều trị không chính thống trong khi chúng ta chưa hoặc là không được điều trị các phương pháp đặc hiệu cần thiết. Chúng ta chỉ sử dụng với cái mục đích là để hỗ trợ. Cái thứ ba là chúng ta cần phải có một cái tinh thần lạc quan nhất, niềm tin vững vàng nhất vào cái phương pháp mà mình đã lựa chọn, và có một cái chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp nhất. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Thái đã tham gia vào chương trình Giá Như của chúng tôi và đã giải đáp rất nhiều các thắc mắc của các khán giả đã gửi tới cho chương trình Giá Như. Vâng, thưa quý vị, không thể lúc nào cũng vui vẻ, đặc biệt là khi phải đối mặt với một căn bệnh làm thay đổi cuộc sống như ung thư. Điều quan trọng là chúng ta phải học cách kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của bản thân và luôn giữ được niềm hy vọng lạc quan về quá trình điều trị và hồi phục. Bên cạnh đó là sự đồng hành của người thân, của gia đình là những điều vô cùng quan trọng. Hãy chia sẻ tình trạng bệnh của mình với bác sĩ, chia sẻ cảm xúc của mình với người mình yêu thương nhất để thấy rằng mình không hề đơn độc trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên Facebook của truyền hình Thông Tấn. Hãy like và chia sẻ những thông tin của Giá Như đến tất cả mọi người. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.